Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm đối thủ 16 đến 0 ở vòng loại châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại ASEAN Cup 2022 với trận thắng đậm 16 không trước Maldives, trong đó Hải Yến ghi tới 6 bàn thắng. Với tinh thần tôn trọng đối thủ, phấn đấu giải quyết từng trận để hướng tới nhiệm vụ nhất bảng B gồm Mandiver, Taji Tăng ở vòng loại châu Á 2022, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã đưa đội hình tốt nhất vào sân. Trước đối thủ yếu, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng chiếm thế chủ động và cơn mưa bàn thắng đã được ghi vào lưới của đội tuyển nữ Mandiver. Phút 12, đội tuyển nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ công của Thanh Nhã. Chỉ 2 phút sau, lưới của thủ môn Leza lại rung lên, nhưng do hậu vệ Mandiver phá bóng phản lưới nhà. Phút 16, đến lượt Tuyết Dung lập công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 33, đội tuyển nữ Việt Nam triển khai tấn công cánh phải, Thanh Nhã đưa bóng và đúng tầm cho Tuyết Ngân đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 4, không, với khoảng cách khá an toàn, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung bắt đầu rút Tuyết Ngân và Dương Thị Vân ra để giữ sức cho trận gặp chủ nhà Tajikistan. Khi hiệp một chỉ còn 4 phút, Thùy Trang nâng tỷ số lên 5, không, sau pha phối hợp nhịp nhàng với Tuyết Dung, sang hiệp 2, lưới của Mandiver tiếp tục nhiều lần phải rung lên sau những cú dứt điểm của các cầu thủ nữ Việt Nam. Chỉ trong 2 phút, 50 và 51, Trương Thị Kiều Hải Yến lần lượt ghi bàn, nâng tỷ số lên 7, 0. Phút 56, đến lượt Huỳnh Như lập công, sau đó Hải Yến tiếp tục nâng tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 58. Các bàn thắng còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi rõ công của Thanh Nhã phút 62, kết Dung phút 65, Hải Yến phút 67 và 73, trong đó có cú bóc cơ của Hải Yến. Chưa dừng lại ở đó, Hải Yến tiếp tục tỏa sáng, ghi bàn thắng thứ năm của mình trong trận đấu ở phút 79, nâng tỷ số lên 14, 0. Hồ Thị Quỳnh nâng tỷ số lên 15, không, trước khi Hải Yến ấn định chiến thắng 16, không cho đội tuyển nữ Việt Nam. Như vậy Hải Yến ghi tới 6 bàn thắng trong trận gia quân. Ở trận tiếp theo và cũng là cuối cùng của bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Tajikistan vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 9. Đội hình ra sân, đội tuyển nữ Việt Nam, Kim Thanh, G, Thu Thương, Trương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thùy Trang, Huỳnh Như, C, Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Thanh Nhã đội tuyển nữ Maldives, Aminat Leza, G, Fathi Saina, Fathi Mat Abza, Fathi Theba, Taufe Ehahula, Fathi Saliza, Ha'ahanefha, Mazizam, Noza, Mazizam Tipha, Zaniza Ibrahim, Faza Ahmed, Huyền Trang.